cả quý vị khán giả, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Chương trình của chúng ta được phát sóng định kỳ vào khung giờ quen thuộc, đó chính là 21:15 ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình Về Nhà Đi Ăn do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và một lần nữa, sân chơi này dành cho hai nghệ sĩ khách mời, kèm theo đó là hai bạn trẻ sẽ kết đôi cùng với nhau. Họ sẽ là một đội và thi đấu đối kháng với đội còn lại để quyết tâm chinh phục, trải qua 4 vòng thi đấu và mang về nhà giá trị tiền thưởng là 50 triệu đồng. Hai đội chơi ở bên trong họ cũng rất là nóng lòng ra sân khấu để chào tất cả mọi người, và đặc biệt là tham gia chương trình tuần này. Chúng tôi sẽ mời ra sân khấu hai đội chơi, xin mời. Ê, em ơi, hai đứa về bển. Biết là hôm nay hai thôi. Trời ơi, đây là cái chương trình về an toàn giao thông, tự nhiên cái ra sân khấu đi biểu diễn thời trang catwalk các kiểu. Biết hôm nay là mặc đồ rất là tươi ha, rất là nổi ha. Không hẹn mà gặp luôn đó anh. Ủa vậy luôn hả? Dạ. Có duyên với nhau. Là một đội không hẹn mà gặp, mặc áo đỏ, mặc quần đen. Đúng. Đâu có ai như đội bên kia anh. Bây giờ sẽ là màn chào hỏi về lời nói ha. Nãy giờ là hình ảnh rồi. Rồi xin mời đội của Dũng Bino. Em xin chào tất cả mọi người, chào Minsu, chào đội chơi. Em tên là Trịnh Bảo Châu, năm nay em 22 tuổi, hiện đang là một diễn viên. Wow, cảm ơn Châu đã đến với chương trình. Còn em, Dũng. Xin chào mọi người, mình là Dũng Bino. Ngày hôm nay biết là chương trình của chúng ta sẽ thiên về những cái kiến thức về giao thông. Thế nên tối hôm qua chúng đã ngồi nhà và ngồi cả đêm để tìm tất cả những kiến thức về biển báo. Thứ là hôm nay chỉ để mong ngóng làm sao mà để có thể diệt sạch tất cả các câu hỏi chương trình hôm nay. Phải là gọi là diệt sạch luôn hả? Biết tuốt luôn. Biết tuốt à? Yes. Đội này tinh thần đầy đủ. Bên đây, quay qua bên đây. Nào, chào mọi người, xin mời. Xin chào tất cả các bạn, mình là Dê Dê Nhật Hạ và đây là bạn chơi của mình. Là Khắc Tùng. Ngày hôm nay Hạ và Tùng đã rất là sẵn sàng để tham gia Về Nhà Đi Ăn. Mình là Nhật Hạ, không hay la cà, chỉ thích ở nhà. Nhưng riêng hôm nay mình sẽ la cà để học biển báo tham gia Về Nhà Đi Ăn. Hay quá, chỉ riêng hôm nay thôi hả? À không, hôm nay và nhiều hôm khác nữa. Ừ, nếu như mà chúng ta có những cái cơ hội được học hỏi những cái điều hay thì những em show đúng không? Tùng, mời em. Dạ, xin chào mọi người, em là Khắc Tùng. Em là ca sĩ tự do. Em đến đây vì mục đích là 50 triệu đồng. 50 triệu đồng. Em, thế không biết bây giờ mình ca sĩ mình có thể là hát tặng mọi người đoạn được không? Dạ được. Được, hát chứ em, rồi vô. Dạ em xin bài trình bày một ca khúc của ca sĩ Đức Phúc. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Ngày hôm nay hãy là tia nắng cùng với nhau nhé. Hãy là tia nắng của Hạ nhé. Hai đội chơi thân mến, mình phải có tên của đội mình chứ hả? Không biết là đội này có muốn đặt là đỏ đen luôn không? Dạ không ạ, đội em chỉ thích đơn giản thôi. Đúng. Dạ, nên đội em quyết định chọn cái tên đó chính là Không Thắng Không Về. Không thắng không về. Và đội mình có tên gọi là Anh Taxi à. Đội Taxi à và đội Không Thắng Không Về. Yes. Mời các bạn vào chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Quý vị thân mến, thường thường thì đến đây thì chúng ta sẽ được lắng nghe những người chơi, những khách mời chia sẻ về những câu chuyện về việc an toàn giao thông ở trên đường của họ. Nhưng mà không biết là hiện nay ở đây nhá, cho mình sự hỏi ai đã có bằng lái rồi, giơ tay nào. 1, 2, 3. Châu. Chưa có luôn hả? Dạ, em chưa có hả? Chưa. Thế thì cho mình dù hỏi Dũng trước đi. Ở thủ đô Hà Nội thì bạn đã được sinh sống ngoài đó rồi rất là nhiều năm. Thế bạn thấy là cái việc giao thông ở thủ đô Hà Nội và việc giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh nó có khác nhau gì nhiều không? Thật ra là không có gì khác nhau cả, chỉ là mình thôi. Ví dụ như là ở đâu thì mình có nhiều kinh nghiệm hơn thì mình sẽ xử lý nó tốt hơn mà thôi. Chính xác. Và những cái kiến thức về luật an toàn giao thông đúng không em? Châu. Dạ. Thôi là mình chưa có lái xe, mình luôn luôn ngồi đằng sau xe. Dạ, đúng rồi. Thế thì em có quan sát không và em có những cái kỷ niệm nào về an toàn giao thông hay không? Em có, cũng có kỷ niệm là thứ nhất là khi mà em ngồi sau xe của bạn em á,
thì bạn em phóng rất là nhanh. Dạ. Nhưng mà em lại không có, giống như là mình không có chủ động để mình lái được, để mình bảo vệ cái sự an toàn của mình đó. Ừ. Và mình giao tính mạng của mình cho bạn của mình. Nên là đó là một cái điều mà em vừa sợ, mà đó cũng là một cái kỷ niệm của tụi em. Em không có gì sợ cả. Thế mình có hay chia sẻ với bạn mình hay không? Là mình phải lái xe đàng hoàng, và đặc biệt là đúng cái tốc độ mà cho phép khi mà lái xe đúng cái phương tiện đó. Em có bao giờ chia sẻ không? Dạ em có chia sẻ, nhưng mà bạn em á, cái tâm lý của bạn em là bạn lái rất là bình thường. Và nói chung là mọi cái sự sợ hãi là chỉ là từ phía em thôi. Hiểu. Dạ đúng rồi. Hợp lý. Người ngồi sau xe lúc nào cũng sợ hơn cái người ngồi đằng trước lái. Dạ, dạ. Bởi vì là người đằng trước lái rất là bình thường nha. Nhưng mà chỉ cần quẹo nhẹ quá cua thôi là mình ngồi sau là thoát tim. Dạ. Nhưng mà mọi người cũng phải tin tưởng đồng đội của mình ở phía trước. Bởi vì là họ là người chủ động hơn, họ biết là ở như vậy là an toàn, không sao cả, đúng không? Nhưng thôi, mình hãy cùng với những người đồng đội giống như ngày hôm nay, cùng với Dũng Bino ha, lái xe mang về nhà 50 triệu nha. Còn đội bên đây thì sao? Kỷ niệm của các bạn như thế nào Tùng? Dạ, em thì té lên té xuống nhiều lần cũng đã có bằng lái. Dạ, em nói rồi đó. Dạ, cảm ơn em rất nhiều. Còn Nhật Hà thì sao? Em có bằng lái xe máy và xe bốn bánh luôn rồi. Và lái từ rất là lâu rồi, từ năm em 19 tuổi là em đã có bằng rồi. Dạ. Nhưng mà cả nhà em không ai tin em lấy bằng đó bằng thực lực của em hết anh. Sao vậy? Không tin tưởng em. Em không biết nữa. Kiểu như là trước cái ngày đi thi á, em làm bài test trắc nghiệm 20 câu, sai hết 20 câu. Test trắc nghiệm 20 câu, sai hết 20 câu. Mà tự nhiên cái ra thi em đúng hết 20 câu anh. Mà tự nhiên cái ra thi em đúng hết 20 câu anh. Nên là mọi người không ai tin em lấy cái bằng đó bằng thực lực của em hết. Em tức lắm. Nên ngày hôm nay em quyết định phải tham gia Về Nhà Đi Anh để chứng minh cho ba mẹ em, cho tất cả mọi người thấy. Đúng. Em lấy bằng bằng thực lực của mình. Em lấy bằng bằng thực lực của mình. Hợp lý. Hoặc mọi người đã đúng. Mọi người đã đúng. Quý vị thân mến, đó là những câu chuyện vui thôi. Và bây giờ, thôi thì hãy cùng với chúng tôi khởi động với hai đội chơi trong vòng đầu tiên mang tên Khởi Động. Xin mời. Đây là vòng đầu tiên, vòng khởi động của chương trình Về Nhà Đi Anh. Vòng 1 khởi động. Tại vòng 1 sẽ có 2 lượt chơi. Mỗi lượt chơi sẽ có 10 biển báo. Mỗi đội sẽ cử một thành viên để thi đấu đối kháng với đội bạn. Khi mọi biển báo xuất hiện trên màn hình LED, người chơi sẽ bấm chuông giành quyền trả lời. Nếu trả lời sai, sẽ nhường quyền trả lời cho đội bạn. Một biển báo đúng sẽ tương ứng với 1 điểm. Xin mời hai đội quyết định thành viên đầu tiên là ai? Em chứng minh cho mọi người biết mà. Em phía trước. Em thì trước. Dạ đúng. Không biết có phải là một cô gái hay không, hay là một chàng trai luôn. Bên này sẽ chứng minh cho mọi người thấy là đội bên đó là sai, nên em sẽ đứng đây để chứng minh. Người đàn ông trụ cột của đội em ạ. Đây là một cuộc thách thức của hai đội chơi. Xin mời hai bạn còn lại, chúng ta sẽ về vị trí bên này. Ok. Em tin chị. Cố lên. Cố lên. Và bây giờ, biển báo đầu tiên ở lượt 1 bắt đầu. Nhấn đi. Mời em. Cái hình tròn thì chắc chắn là biển báo cấm. Cấm là cấm cái gì? Cấm. Nè, để em phân tích nha. Cấm đi ngược chiều là ở trong màu đỏ gạch ngang màu trắng, đúng không? Còn cái hình tròn gạch ngang á là cấm đậu, còn này cấm dừng. Cấm dừng là bọn nó bán. Chưa chính xác. Mời Dũng Mino làm cho đồng đội của mình nở mày nở mặt. Anh biết không? Em có tin tưởng anh không? Anh vẫn chưa trả lời được. Đây là biển báo cấm tất cả các hoạt động. Cấm tất cả các hoạt động luôn hả? Cảm ơn em. Cấm các hoạt động chưa chính xác. Thật sự ra hồi nãy em nói là cấm, thì biển báo cấm là hợp lý. Nhưng phải cấm cái gì? Đây là biển báo đường cấm. Nha. Vậy em không nghĩ ra. Biển báo tiếp theo xin mời. Dũng, mời em. Biển chỉ dẫn có nơi rửa xe phía trước. Có nơi rửa xe ở phía trước. Nhìn vào bức hình này, em thấy cái gì mà phải hoa là... sen kìa. Có hoa sen, vòi sen à. Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng. Em nhường anh thôi. Một điểm cho Dũng Mino. Chúng ta đến với biển báo tiếp theo. Xin mời Dũng. Biển chỉ dẫn là có cảnh sát giao thông. Có cảnh sát giao thông. Bởi vì cái biển báo hình chữ nhật màu xanh như thế này là biển báo báo hiệu ở phía trước có cái gì, đúng không? Là biển chỉ dẫn. Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng. Biển báo trạm cảnh sát giao thông. Bước hình lên.
Hà ơi. À, cái biển này là biển giao nhau với đường ưu tiên. Chính xác, nhờ Hà. Yeah. Biển báo giao nhau với đường ưu tiên, hoàn toàn hợp lý. Đó, phải lấy lại phong độ chứ, gia đình vẫn còn niềm tin dành cho em dạ, nha. Dạ, đúng rồi. Biển báo tiếp theo xin mời. Nữa, mùa hạ tới rồi, mời Hà đi thời tắm biển. Thời đến cản không kịp anh ơi, em sẽ phân tích nha. Đúng đây là rồi, có chị. Sông, đây là hình cái thuyền. Đúng rồi. Có cái thuyền. Xe trên đây nữa. Đúng rồi. Phía trước có bến phà. Biển cẩn báo... thận. Đúng rồi anh. Chị tin những gì chị nói chị đi chị. Chị tin những gì chị nói. Biển báo màu đỏ viền bên ngoài. Mà là biển báo chú ý. Mà tam giác đúng là biển báo chú ý. Chú ý là biển báo gì? Cái này là biển báo chú ý mà có nước có sông thì người ta sẽ thông báo cho biết là phía trước là một bến phà, là cảng hay là một cái gì đó, nói chung là có sông nước. Phía trước là bến phà. Bến phà là một đáp án không thể sai được. Yeah. Đúng không? Biển báo bến phà hoàn toàn hợp lý. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Đó. Em cảm ơn anh. Có con thú và đây là biển báo chú ý nữa. Thì phía trước sẽ có một cái nơi rất dễ sẽ có những cái con vật nó sẽ băng qua, người ta phải chú ý, có thể là sẽ cho xe chú ý giảm tốc độ hơn hoặc là quan sát kỹ lưỡng hơn khi đi trên đường. Đây là một đáp án không thể sai được. Chính xác luôn. Quá giỏi luôn. Quá giỏi luôn. Biển báo thú rừng vượt qua đường. Cho nên là hôm nay cái việc là nhanh tay bấm chuông cũng là một cái điều quan trọng đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Xin mời biển báo tiếp theo. Đó, Dũng. Cảnh báo đường trơn trượt. Cảnh báo đường trơn trượt. Hoàn toàn chính xác. Biển báo đường trơn trượt. Xin mời. Đó, Hạ. Mời em. Thời đến cảm nổi anh ơi. Thời dạ, tới. Cái này là cấm quẹo trái và đi thẳng. Em mà đứng vô biển báo này là coi như mất em luôn. Y chang luôn. Đỏ đen y chang luôn á. Không ai thấy em luôn, nó tiệp với cái màu luôn anh. Đúng. Trời ơi, hợp lý luôn. Trời ơi, chính xác một điểm nữa. 50 triệu em ơi, hôm nay là 8 triệu, 50 triệu. Đúng rồi chị ơi. Biển báo cấm đi thẳng và rẽ trái, hoàn toàn hợp lý. Đây là biển báo tiếp theo, xin mời. Bấm, mời Dũng. Tránh giao nhau. Tránh giao nhau, chưa chính xác, mời Hạ. Biển màu đỏ thì là biển cấm, biển màu xanh là nó báo hiệu một cái đã hết đoạn đường cấm vượt. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Đúng như là em nói, biển báo mà có vòng tròn màu đỏ là cấm, biển báo màu xanh là báo hiệu. Và đây là biển báo hết cấm vượt. Một điểm nữa dành cho đội của Hạ. Biển báo tiếp theo sẽ như thế nào, xin mời. Mời em, có ăn uống kìa. Cái này quá dễ luôn. Cái hồi nãy anh đoán có một cái biển nó giống cái này nè. Đúng. Thì nó là một cái biển báo gì đó. Biển báo có cảnh sát giao thông, biển báo chỉ dẫn. Thì cái này có hình cây xăng và muỗng nỉa. Thì phía trước sẽ có cây xăng và có nhà hàng. Gọi đúng cái từ này đó. Khi mà mình đi đâu mình gặp cái này. Có điểm dừng chân, có điểm dừng chân. Và chạm dừng chân là chính xác hơn nha. Một điểm dành cho Hà. Và đặc biệt hơn hết là khi mà đi vào những cái tuyến đường cao tốc đó, mình đi từ tỉnh này sang tỉnh khác thì cũng phải dừng chân lại nghỉ ngơi để chúng ta có thể đi vệ sinh cá nhân nè. Sau đó chúng ta có thể ăn thêm tí xíu nữa và bác tài cũng được phép nghỉ ngơi. Đi đường xa là mình rất trông chờ để thấy được cái bảng này. Chính xác. Và chúc mừng Nhật Hạ đã có một điểm nữa dành cho mình. Vậy là chúng ta đã trải qua 10 biển báo. Bây giờ sẽ là tổng kết số điểm của hai bạn nhé. Không thắng không về, các bạn đúng được 6 câu, 6 điểm. Đội anh taxi các bạn đúng được 3 câu, được 3 điểm, chúc mừng. Có một câu các bạn cùng sai, cho nên là chúng ta sẽ không có điểm trong câu đó. Và bây giờ hãy cùng chờ đợi xem thành viên còn lại tham gia thi đấu như thế nào. Xin mời các bạn. Sao Châu, em thấy là phần chơi của đội mình như thế nào? Dạ thì em vẫn muốn là thay đổi tình thế lại, nhưng em không biết là với cái bộ não của em có thể giúp ích gì được cho đội. Anh thấy được. Dạ. Còn Tùng thì sao? Em sợ là em thua, nhưng mà em mặc bộ đồ đỏ này lên để em đi chiền may mắn, chiền may mắn. Màu đỏ là màu may mắn, màu chiến thắng đúng không? Hãy cứ tự tin là được, nhấn chuông sau khi màn hình của chúng tôi hiện ra biển báo nhé. Và bây giờ xin mời hai bạn sẵn sàng vào vị trí. Lượt thứ hai bắt đầu. Xin mời em. Câu trả lời của em là chú ý phía trước có đường hầm. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo đường hầm. Và bây giờ sẽ là lượt thứ hai. Mời em. Dạ anh, là thứ này là biển báo cấm dừng. Đây là một đáp án. Cấm dừng là bên trong màu trắng. Chưa chính xác, thấy không? Trời. Mời em. Dạ, câu trả lời của em là cấm đổ xe. Cấm đổ xe là một đáp án chính xác, chúc mừng.
biển báo cấm đổ xe. Tùng ơi, cố lên, cố lên, cố lên. Có vẻ như là tình thế đang bị lật ngược đúng không ạ? Nhưng không sao, vẫn còn rất là nhiều biển báo mà chúng tôi muốn thách đố các bạn. Xin mời, biển báo này dễ. Mời Châu. Biển báo này là biển báo giao nhau với đường không ưu tiên. Có chính xác hay không, em tự tin bao nhiêu phần trăm? Dạ thôi, cho là em tự tin 50% đi. Cũng chưa tự tin lắm đúng không? Anh sẽ tặng thêm 50% nữa. Chính xác, chúc mừng. Yeah. Biển báo giao nhau với đường không ưu tiên. Và đây là biển báo khá dễ, nhưng không biết biển báo tiếp theo sẽ như thế nào nha. Tôi đã lựa chọn một cái biển báo mà có rất là nhiều những cái thông tin nằm trên biển báo này. Các bạn phải phân tích thật là kỹ, đôi khi nhấn chuông sớm quá mà không trả lời được thì phí. Biển báo bắt đầu. Em nghĩ là chạy xe ban đêm không quá 70 km/h, có khung giờ. Có khung giờ luôn. Ban đêm và biển báo không nên giới hạn tốc quá độ. Giới hạn tốc độ là 70 km/h. Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng, một điểm nha Trang. Biển báo tốc độ tối đa cho phép vào ban đêm là 70 km/h. Tùy vào khu vực thôi, chứ không phải là khu vực nào chúng ta cũng có thể chạy 70 km/h. Khi gặp biển báo này thôi, có những cái nơi mà ban đêm thì nó rất là nguy hiểm, cho nên chúng ta phải chạy thật là bình tĩnh và phải quan sát thật là kỹ. Tiếp tục, biển báo tiếp theo. Mời Châu. Hai cái đường nhưng mà nó hẹp. Em nghĩ là chú ý có hai đường hẹp. Hai đường hẹp. Em nhớ là cấm đường hẹp nhưng mà em hãy phải... tin vào trí nhớ của hãy mình. Tin vào trí nhớ của mình. Vậy em nghĩ là cấm đường hẹp đi. Cấm đường hẹp là một đáp án. Chưa chính xác. Mời Tùng. Chú ý phía trước có đường hẹp. Đường hẹp gì? Sắp đúng rồi đó. Trời ơi. Quá dễ luôn. Đã gợi tới như vậy rồi. Đó nè, nhìn cái hướng đó đi. Đó. Đường hẹp gì? 3 2 Trên đường cao tốc. 1 Hết thời gian và chưa chính xác. Đường hẹp hai bên. Em nhớ đường hẹp cho mẹ, không nhớ cái khúc cuối là cái gì. Đây. Hai bên. Nếu như mà nó có một đường thẳng xuống đây thì báo là đường hẹp ở bên phải. Nếu như đường thẳng ở bên này thì nó báo đường hẹp bên trái. Mà hai bên đều tóp vô luôn thì báo đường hẹp hai bên. Các bạn không nhìn được điểm trong câu này. Tiếp tục, biển báo tiếp theo. Mời em. Cấm dừng. Cấm dừng, đây là một đáp án chưa chính xác. Mời Châu. Câu trả lời của em là dừng lại. Biển báo dừng lại. Chính xác, chúc mừng. Stop. Là dừng lại luôn nha, biển báo dừng lại. Rồi, tiếp tục. Mời Châu. Dạ, câu trả lời của em là biển báo hai đường giao nhau. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Quá là đơn giản thôi. Biển báo đường giao nhau, nó cắt nhau giống như hình chữ Y này, các bạn thấy không? Hai cái đường này nó bắt đầu giao nhau rồi thành một cái đường. Chúc mừng, Châu đã có thêm một điểm nữa cho đội của mình. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Cố lên. Rồi, đúng đó, rồi. Nhấn dễ lắm nha. Trả lời được nha. Biển báo màu xanh này là biển báo hiệu. Báo hiệu. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Em trả lời mà hạ rớt tim ra ngoài. Thì em rớt tim luôn. Báo hiệu gì? Như là khu đô thị. Mời em, 5. Biển báo phía... chú ý. 4. Phía trước có đô thị. Chưa chính xác. Mời Châu. Dạ, câu trả lời của em là biển báo hết khu dân cư. Hợp lý, chúc mừng. Yeah. Đây nha, có thêm một lưu ý luôn này cho Tùng và tất cả mọi người luôn. Đó, theo kinh nghiệm của bản thân Minh Sù thôi, hiện ra những cái biển báo mà màu xanh như thế này mà có cái dấu chéo xuống một cái là báo hiệu hết cái gì đó. Chúc mừng cho bạn Châu đã có thêm một điểm nữa cho mình. Chúng ta chỉ còn lại hai biển báo thôi, ráng lên nha Tùng nha. Cố lên Tùng ơi. Xin mời biển báo tiếp theo. Rồi Tùng, phân tích, không cần vội. Biển báo, cảnh báo có sỏi đá văng lên. Chính xác, chúc mừng. Dạ. Biển báo có sỏi đá bắn lên. Ở những đoạn đường nào thì chúng ta sẽ cần phải đặt biển báo này hả Tùng? Dạ anh Lâm nghĩ là chắc gần những cái công trường đang xây. Đang thi công đúng không? Để làm gì? Để người ta giảm tốc độ lại, để đừng có bắn lên những người tham gia giao thông gần. Hợp đó. Lý, chính xác là như vậy. Rồi, một điểm dành cho Tùng, chúc mừng. Và đây là biển báo cuối cùng, xin mời. Dễ luôn Tùng. Dạ ơi. Là cấm bóp kèn. Cấm bóp kèn, đây là một đáp án chính xác. Hoặc là cấm hồi bóp còi. Thôi đó em ơi. Dạ.
Vậy là chúng ta đã trải qua hết 10 biển báo dành cho lượt 2 này và điểm số như sau. Đội không thắng không về, đội của bạn Tùng nhận được 3 điểm trong lượt 2. Chúc mừng em. Đội còn lại, Châu, em được 6 câu. Chúc mừng. Vậy là chúng ta mỗi đội có 9 điểm. Yeah, mừng hai bạn về vị trí. Quả thật là khi mà mình coi những cái biển báo một cách rất là đơn giản bằng cách là mở mạng ra hoặc là coi trên sách vở này kia thì mình thấy nó khá là khô khan đúng không? Tham gia vào chương trình này thấy nó sẽ thú vị hơn bởi vì là chúng ta sẽ có thực tế hơn từng người, mỗi người suy nghĩ hoàn toàn khác nhau và chúng ta sẽ nhớ nó nhiều hơn. Còn ngày hôm nay, lượt đầu tiên khởi động khá là ngang tài ngang sức. Chúc mừng cho cả hai đội chơi, 9 điểm. Quyết tâm hơn nhá, mình tăng tốc nhá. Và bây giờ sẽ là vòng 2 được mang tên Hợp Sức. Quý vị thân mến, đây là chương trình Về Nhà Đi Anh và chúng ta đang dừng lại ở vòng thi đấu thứ 2 được mang tên là Hợp Sức. Luật chơi vòng 2, Hợp Sức. Trên màn hình LED sẽ chiếu lần lượt 5 sa hình với những tình huống giao thông khác nhau. Đội chơi sẽ bấm chuông giành quyền trả lời sau khi MC đọc hết câu hỏi. Trả lời đúng một sa hình, đội chơi sẽ nhận được 2 điểm. Bây giờ hỏi về Hà trước đi. Hồi xưa em đi thi đó thì em cũng có tham gia vào những cái sa hình rồi đúng không? Dạ. Thế thì điều gì làm em nhớ nhất về những cái sa hình? Em không biết mọi người như thế nào nhưng với kinh nghiệm của em thì em lại thích trả lời mấy cái sa hình hơn là những cái câu trắc nghiệm hay là tự luận, bởi vì chỉ cần nắm được những cái quy luật giao thông thì mình sẽ có thể áp dụng vào cái bài đó, không có cần phải nhớ học thuộc lòng. Còn Dũng thì sao, cũng lái xe ô tô rồi nè. Em thì lại giỏi về phần thực hành hơn, bởi vì là trước đấy đã thực hành rất là nhiều rồi. Dạ. Tất nhiên là chỉ thực hành ở trong một cái sân nhỏ thôi, nhưng mà thấy được là với bản thân của em thì thực hành dễ hơn là kiến thức trắc nghiệm. Kiến thức đúng không? Sẵn sàng chứ nào? Dạ rồi. Và bây giờ hãy cùng với chúng tôi theo dõi bức sa hình đầu tiên. Câu hỏi của chương trình là: theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi? Hết. Mời Nhật Hà. Sẽ được đi thẳng và đi quẹo trái thôi, tại bên này cấm xe hai bánh mô tô rồi. Và đi thẳng cũng như rẽ trái là những hướng mà xe mô tô được phép đi. Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng. Yes. Yay, 2 điểm cho các bạn. Chúng ta đến với bức sa hình tiếp theo. Xin mời. Câu hỏi chính thức của chương trình là: hướng nào xe tải được đi? Hết. Mời em trả lời. Em nghĩ là hướng 2 và hướng 3 thôi, tại vì hướng 1 là có biển bấm xe tải hoàn rồi. Hoàn toàn hợp lý rồi. Yeah. Còn gì nữa? Yeah. Đúng là có cái biển báo cấm đó thì coi như là mình không được đi, còn hai hướng còn lại mình vẫn được đi như thường. 2 điểm thuộc về đội không thắng không về. Tiếp tục bức sa hình số 3. Câu hỏi của chúng ta như sau: xe nào được quyền đi trước? Phạm Luật. Lượt trả lời thuộc về đội anh taxi à. Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này? Xin mời. Theo em thì đây là xe mô tô đúng không? Đây là xe ô tô. Em nghĩ là mô tô. Xe mô tô vì các hướng xe đi thẳng phải ưu tiên cho những xe quẹo. Tại vì thường là xe mô tô sẽ được ưu tiên để rẽ trái trước. Còn xe con hoặc là xe, em nhớ là xe tải hay gì đó là sẽ nhường cho các xe nhỏ. Phân tích của các bạn á là gần chính xác. Không phải là thường thường như vậy, mà là trên cái đoạn đường này, cái biển báo đó là cái biển báo ưu tiên, cho nên là xe mô tô được phép đi trước trong trường hợp này, hoàn toàn chính xác. Chúc mừng. Nha, lưu ý nha, các bạn thấy cái biển báo bên kia không, hình vuông không? Đó. Thế nên là phải xem thật là kỹ biển báo chứ không phải là thường thường nha. Tiếp tục biển báo số 4. Câu hỏi của chương trình: theo hướng mũi tên trên bức sa hình, hãy sắp xếp các thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Hết. Chúc mừng. Xin mời Nhật Hà. Tải, xe bus và xe con. Ờ, chị cũng nghĩ vậy. Dạ, em chốt là xe mô tô, xe tải, xe bus và xe con. Mô tô, xe tải, xe bus là xe khách và cuối cùng là xe con. Chốt chưa? Không, cho em sửa lại được không? Và Minh Sùng nghĩ rằng các bạn được quyền sửa. Dạ, em nghĩ là xe mô tô, rồi đến xe khách, rồi mới đến xe tải, rồi mới đến xe con ạ. Chốt chưa? Chốt ạ. Lần này chốt là chốt luôn.
Đáp án của các bạn là xe mô tô, xe khách, xe tải và xe con. Đây là một đáp án chưa chính xác. Mời các bạn. Chị xin lỗi. Phân vân ra hai đáp án đấy nhưng mà em nghĩ là cái đáp án đầu tiên là đúng. Đó chính là xe mô tô này, xe tải, xe khách và xe con. Vì xe mô tô sẽ đi đầu tiên này. Sau đấy thì là bên phải trống thì sẽ là cái xe tải này. Tiếp tục bên phải của bên xe khách trống sẽ là đi tiếp này. Và cuối cùng thì sẽ là trống cuối cùng là cái xe màu đỏ kia. Thì là sẽ đi cuối cùng. Phân tích rất là hợp lý và chính xác. Chúc mừng các bạn hoàn toàn chính xác cho câu trả lời này. Trời. Hay quá. Đúng là do Dũng Mino phân tích. Đó là khi mà gặp một cái bùng binh như thế này, vòng xuyến thì ưu tiên cho phía bên phải trống. Nên là xe bên phải là xe mô tô được phép đi trước, đi trước rồi bên đây trống. Thì tới bên này là xe tải tiếp tục đi là bên đây trống. Và xe khách đi trống tiếp tục và cuối cùng là xe ô tô. Không sao, hồi nãy mà các em tự tin hơn, các em đã chiến thắng rồi. Chị xin lỗi em Tùng ơi. Còn một bước xa hình nữa mà lo gì, đúng không? Xin mời, câu hỏi chính thức của chương trình như sau. Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này? Hết ạ. Mời hả? Em bấm thôi chứ không biết. Phân tích nha, nó có cầu. Dạ đúng rồi. Xe khách sẽ nhường đường. Xe khách sẽ nhường đường cho xe tải. Vì sao? Thật ra thì em không biết gì về câu này hết và em cũng không nhớ được những cái biển báo là biển báo gì. Nhưng mà em sẽ dùng phương án loại trừ là cái biển báo này thường sẽ là biển báo cấm. Thường nó sẽ là biển báo cấm mà còn có mũi tên đi lên đi xuống nữa. Em chỉ nắm vô cái manh mối đó thôi và em chọn là xe kia đi trước. Các bạn lựa chọn theo may mắn ha, cái này 50-50. Nếu như các bạn sai thì chắc chắn đội bên này đúng. Đúng không? Đúng rồi. Các bạn đã quyết định lựa chọn là xe khách sẽ nhường cho xe tải. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Và chúng tôi sẽ phân tích rõ ràng hơn đối với từng biển báo này cho tất cả quý vị khán giả và hai đội chơi hiểu rõ hơn nhé. Đây, các bạn thấy là cái biển báo màu xanh á, ở bên xe tải đó là biển báo được ưu tiên qua đường hẹp. Và cái biển báo ngược lại ở bên xe khách đó là biển báo phải nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp. Cho nên nắm vào hai cái biển báo này các bạn đã có câu trả lời rồi. Cho nên xe khách phải nhường cho xe tải qua trước. Chúc mừng, 2 điểm thuộc về đội Không Thắng Không Về. Vậy là khép lại vòng thi đấu thứ hai, chúng ta sẽ có tổng số điểm như sau. Đội Không Thắng Không Về, các bạn có 6 điểm cộng với 9 điểm là 15 điểm. Chúc mừng. Đội Anh Taxi à, các bạn có 4 điểm cộng với 9 điểm là 13 điểm. Sát sao. Sát sao thật, chỉ hơn nhau có 2 điểm thôi. Vòng thi đấu thứ ba rất cần sự khéo léo, sự đoàn kết, sự mạnh mẽ. Bởi vì đây là một vòng cần thể lực. Và số điểm rất cao dành cho đội chiến thắng đó là 10 điểm. Đội thua cuộc sẽ không có gì cả. Cho nên đội chơi nào cũng sẽ có cơ hội chiến thắng và có cơ hội bước vào vòng trong, chinh phục 50 triệu đồng, cố lên nhé. Vòng thứ ba của chúng ta mang tên Vượt Chướng Ngại Vật, xin mời. Chúng tôi đã quay trở lại rồi và vòng thi đấu thứ 3 mang tên là Vượt Chướng Ngại Vật. Luật chơi vòng 3, Vượt Chướng Ngại Vật. Hai thành viên của mỗi đội sẽ phối hợp để tham gia thử thách vận động. Đội chơi chiến thắng sẽ nhận được 10 điểm, đội thua sẽ không có điểm. Kết thúc 3 vòng thi, đội chơi có điểm số cao hơn sẽ bước tiếp vào vòng đặc biệt. Đội còn lại sẽ dừng cuộc chơi tại đây. Hiện nay thì trên sân khấu đã có thiết lập một ma trận dành cho các bạn. Và trò chơi này của chúng ta trị giá 10 điểm lận mà dành cho đội chiến thắng. Cho nên các bạn phải cố gắng vượt qua nhé. Luật chơi rất là đơn giản như thế này. Chúng tôi sẽ có vạch xuất phát đầu tiên dành cho hai đội chơi. Đúng nghĩa tâm đầu ý hợp. Các bạn sẽ phải làm sao dùng cái đầu của mình. Hai người lấy được một cái tâm, làm sao giữ được cố định một quả banh di chuyển qua những chướng ngại vật của chương trình. Sau đó các bạn về đích để banh rơi tự do vào trong rổ tại đây thì các bạn sẽ chiến thắng trong lượt đó. Và bây giờ thử đi Dũng Mino. Đây các bạn thấy tâm đầu ý hợp nha. Để vô làm sao giữ được thăng bằng nha. Không được dùng tay, rồi các bạn di chuyển đi. À khoan, đây các bạn phải đặt chân vào mỗi bạn một ô. Đó đúng rồi. Rồi di chuyển tiếp. Đúng rồi, chính xác là như vậy. Sau đó
có thanh xà ngang nữa, không được rời thanh xà ngang. Di chuyển cúi vào, cúi vào, cúi vào, cúi vào và về đích thôi, về đích thôi. Đặt quả banh vào trong rổ, chính xác. Cảm ơn hai đứa rất nhiều. Luật chơi là như thế. Chúng ta chỉ có 1 phút 30 giây dành cho mỗi đội chơi mà thôi. Nếu như trong vòng 1 phút 30 giây đội nào có nhiều banh về rổ hơn, đội đó sẽ là đội chiến thắng. Xin mời hai đội quánh tù xì để xác định đội nào thi trước. Nói em. 1, 2, 3. Cây kéo, thắng. Các bạn được quyền quyết định. Vậy tụi em chơi sau đi. Chơi sau đừng có bị áp lực nha. Mời các bạn ra vị trí. Cho Minh Sù hỏi các bạn là khi mà nhìn vào cái địa hình này đó, thì để liên tưởng về an toàn giao thông ở trên đường thì tụi em có cái muốn chia sẻ điều gì không? Theo em là đường có nhiều bánh xe rải rác, mình đi mình phải lạng, sao để mình né chướng ngại vật. À vậy hả em hả? Người ta tập cho mình cái phản xạ nhanh đó anh. Tập phản xạ nhanh. Đúng rồi, thì mình là thấy cũng mình, hợp lý. Mình đi nhưng mình mà, lạng. Nhưng mà không ai bỏ bánh xe ngoài đường hết trơn em. Có anh. Người ta gọi là những cái ổ gà thôi. Thật sự ra thì chúng tôi mong muốn những trò chơi này đến với chương trình Về Nhà Đi Anh thì nó có nhiều cái thông điệp dành cho tất cả quý vị khán giả và những đội chơi. Một lần nữa thì những chướng ngại vật này nó giống như là những cái ổ gà ha, hoặc là những chiếc xe đang di chuyển khác ở trên đường, và giống như lời của Hạ nói là giúp cho tất cả chúng ta có được một cái phản xạ thật là nhanh để có thể giải quyết tình huống. Nhưng những người đi chung với nhau cũng phải cùng nhau quan sát để có thể an toàn hơn cho chính bản thân mình. Ok, mời các bạn về vị trí. Thời gian chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Xin mời các bạn di chuyển. Nhấc chân lên. Từ từ lên. Phải nào, đưa chân nào. Vào trong. Rồi, từ từ nha. Đưa chân vô. Vào trong bánh xe. Anh Minh ơi, em nhìn giày cao gót này, em nghi lắm này. Em nhìn giày cao gót em nghi lắm. Rồi em cứ bước vô đi, em cứ bước vô đi. Nào. Em bước vô luôn đi. Đưa hai chân vô rồi, bước ra. Chưa, từ từ. Đúng rồi. Rồi. Bước vô. Đúng. Nào, vô trường lễ. Trong, vô trong em ơi. Vô trong hả ơi, chân vô trong. À, đây. Đúng rồi. Chính ra em thấy là đi giày cao gót lại khó đi hơn. Hợp đi. Từ từ nha, một hôm nha. Bỏ ra thì không bỏ. Chỉ kẹp thét vô, kẹp thét vô. Rồi, ok, từ từ. Xuống cùng nhau. Thấy vô, thấy vô. Xuống. Ê! Lại. Phải cùng với nhau làm kẹp cái đầu vô. Rồi, chắc vô. Rồi, đi. Chứ bên đường thì chắc còn bên ngoài. Chắc vô. Cửi giày cao gót ra. Nhanh luôn. Chúng ta còn lại 30 giây. Cố lên tụi em. Về đích cũng khá là quan trọng nè. Mạnh vô. Xuống cùng nhau. Đúng rồi. Từ nha. Nó văng ra là không tính nha. Xuống. Rồi, nhanh. Còn lại 15 giây thôi. Về đến luôn, nhanh lên. Chạy luôn đi. Rồi, bước qua luôn. Đúng rồi. Xuống. Từ từ. Chúc mừng. Và số lượng banh mà đội không thắng không về mang về cho đội mình là 2 quả. Chúc mừng. Mời lượt thi đấu đến từ đội Anh Taxia ra đây. Thời gian chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Đấy, cái này nó hơi khó nè. Châu ơi. Đúng rồi, Châu ơi. Đi luôn anh. Đúng rồi. Không nhận video chơi á. Đúng rồi, cái môi mím lại dễ thương, dễ sợ luôn á. Đúng rồi. Đó, bình tĩnh. Lấy cái má cũng được, không sao, đúng rồi. Rồi, về, bạn Quyên. Nó lượt, nó tuột xuống bay rồi. Chúng bây giờ mình tay nháp. Đấy. Rồi, đi luôn. Cố lên. Ok. Bình tĩnh, đừng vội, mất thời gian hơn nữa. Được 2 quả rồi đó nha. Từ, bình tĩnh. Bắt đầu rồi. Công nhận tráng cao dễ chơi chứ. Ok. Trời ơi. Ok. Ê. Bình tĩnh. May. Nhanh. Luôn. Hồi nãy 15 giây mà đội của Nhật Hạ đã về đích rồi. Cho nên các bạn có 30 giây, 2 quả có cơ hội nha. Cố lên. Đâu rồi. Yeah. 15 giây. Rồi, nếu như chết rồi sao này. Mình tính đi.
đánh. Lại. Xui. Rồi, đấy. Đấy. 4, 3, 2, 10. Cuối lắm. Hết thời gian. Quý vị thân mến, trải qua vòng thi đấu vượt chướng ngại vật, trên tay tôi là một quả banh tương ứng với số banh của đội anh Taxi à. Một banh. Và đội không thắng không về ngày hôm nay, tuy chỉ còn 15 giây ở cái đoạn cuối thôi, nhưng các bạn ấy đã bứt phá mang về được hai quả banh. Chúc mừng. Yeah. Yeah. 10 điểm thuộc về không thắng không về. Yeah. Yeah. Vậy là tổng số điểm dành cho đội chiến thắng ngày hôm nay, không thắng không về có 25 điểm. Chứng minh một điều, các bạn sẽ có cơ hội nhận được 50 triệu đồng ở vòng sau nếu như các bạn thật sự là thành công nhé. Còn ngày hôm nay, đội chơi anh Taxi à, tuy là chúng ta chưa có thắng à, chúng ta có cảm xúc như thế nào và suy nghĩ như thế nào về chương trình ngày hôm nay? Xin mời hai bạn chia sẻ. Em thấy cái trò chơi này nó rất là vui và cũng có cơ hội để mà cho em với anh Dũng cũng như là các đội chơi ở đây trải nghiệm cũng như là hiểu hơn về cái quá trình mà an toàn giao thông anh, giống như là hai người cũng phải thật sự tập trung. Dù bất kỳ ở đâu, có thể là đi trên đường hoặc là như nào đó thì cũng phải quan sát kỹ và tập trung để mà đi cho đúng cái luật giao thông của mình. Đồng ý. Còn anh chỉ hy vọng rằng là sau chương trình này thì em về thi bằng lái và đậu luôn ở cái lượt thi đầu tiên. Dạ, em cũng hy vọng vậy. Chúc em thành công. Còn Dũng thì sao? Hôm nay em bị thua không phải là vì em kém, mà là vì em chơi cùng bạn nữ rất là dễ thương như thế này. Là hai cái đầu nó gần nhau như thế này thì anh bảo làm sao mà em có thể đi một cách bình thường, đúng không? Nên là nếu như mà em có hơi có loạn trạng tí nóng là lẽ thường. Anh ơi, lại không nghĩ vậy đó. Tôi thấy là cái sự ngụy biện là rõ ràng rành ở đây. Ok, thôi bây giờ mình đến phần cuối cùng đi anh đi. Mình đến phần cuối cùng và chúc cho đội bạn may mắn nhá. Cảm ơn. Phải nói là sự xuất hiện của Dũng cũng như là Châu ngày hôm nay ở trong đội anh Taxi à đã giúp cho đội còn lại kích thêm cái tinh thần để quyết đấu ngày hôm nay, đúng không ạ? Và một lần nữa xin được cảm ơn những câu chuyện của đội các bạn và chúc cho các bạn sẽ có thật là nhiều sự an toàn trong tương lai khi chúng ta tham gia vào luật giao thông các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ chờ đợi xem đội chơi không thắng không về có chiến thắng ngày hôm nay với 50 triệu đồng hay không. Xin mời vòng cuối mang tên Về Nhà Đi Ăn. Về Nhà Đi Ăn mang cái tên giống như nghĩa của nó, Về Nhà Đi Ăn. Luật chơi vòng 4, Về Nhà Đi Ăn. Đội chơi sẽ trả lời một trong hai gói câu hỏi của chương trình. Đối với gói câu hỏi trắc nghiệm, đội chơi sẽ có thời gian 1 phút 30 giây để trả lời. Đối với gói câu hỏi tự luận, đội chơi sẽ có thời gian 3 phút để trả lời. Mỗi đáp án đúng thì đội chơi sẽ chinh phục được một cột mốc tiền thưởng. Hiện nay tôi thấy Nhật Hạ đang hơi hoang mang. Không biết là bạn có muốn lấy 50 triệu về hay không ạ? Dạ muốn chứ anh. Cái khúc này mình nói đừng có vô tâm lý được không? Mình nói vui hơn được không? Thoải mái lên nào. Vô tâm lý cho nó có một đoạn nhạc buồn đi. Có chứ. Cho em xin một đoạn nhạc buồn nha. Em cứ nói, tụi anh sẽ lòng vào sau. Em muốn cho anh 50 triệu mà con số rất lớn. Cắt. Được rồi. Hôm nay là đạo diễn cảm thấy em diễn rất là tốt và chúc em nhận được vai trong tương lai nhé. Con Tung đi sao? Em có cảm thấy hồi hộp không khi đến với vòng này? Dạ, dạ có, với em nôn để thi nữa. Đúng, phải nôn chứ, nhưng không phải dễ mang về. Mời các bạn lên bốc thăm. Chiền may mắn nha. Thích cái gì? Trắc nghiệm. Theo như sở thích của Nhật Hà, chúng ta đã mong muốn, ước mơ đến với gói câu hỏi trắc nghiệm. Mời em khám phá. Yeah, là trắc nghiệm. Hôm nay các bạn khá là may mắn, thích cái gì là ra cái đó. Rồi, nói một câu gì với nhau để có thêm tinh thần nào. Không thắng không về. Chúc các bạn may mắn. Bây giờ trước khi đến với câu hỏi thì chúng ta sẽ làm một cái động tác là nhìn vào màn hình. Mời các bạn đưa tay vào màn hình LED. Hãy nói một câu đi nào. Xe ơi lớn lên. Xe ơi lớn lên. Sao nó không lớn vậy? Hãy lớn. Em hát một câu mà ý là nó không muốn mà hát nữa, nó sợ. Và bây giờ thời gian chuẩn bị bắt đầu.
Dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe bị phạt bao nhiêu? A từ 400 đến 600, B từ 600 tới 1 triệu. 600 đến 1 triệu. Chính xác. Câu hỏi số 2. Khi lái xe ô tô trên mặt đường có nhiều ổ gà, người lái xe phải thực hiện thao tác như thế nào? A giảm tốc độ về số thấp và giữ đều ga, B tăng tốc độ cho xe lướt qua nhanh. A. A. Chính xác. Câu hỏi số 3. Xe ô tô đi ngược chiều đến gần, xe ô tô phía sau cùng chiều cố tình vượt, người lái xe phải xử lý như thế nào? A giảm tốc độ và lái xe vào sát lề đường bên phải, B giữ nguyên làn đường và tăng tốc độ. A. A. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo như sau. Theo luật hiện hành, biển báo cấm rẽ trái đồng thời sẽ cấm xe quay đầu, đúng hay sai? A đúng, B sai? Đúng. Chưa chính xác. Câu hỏi tiếp theo như sau. Nếu điều khiển xe không có hệ thống hãm hoặc có nhưng không có tác dụng thì sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? A 100 tới 200, B 200 tới 300. B. Chưa chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại được gọi là gì? A phần đường xe cơ giới, B phần đường xe chạy. A. Chưa chính xác. Phương án nào sau đây không quy định trách nhiệm điều khiển giao thông của cảnh sát giao thông? A. Hướng dẫn bắt buộc người tham gia giao thông chấp hành quy tắc giao thông. B. Phân làn, phân tuyến và quy định thời gian đi lại cho phương tiện tham gia giao thông đường bộ. A. Chưa chính xác. Câu hỏi số 5. Trong các loại hết thời gian. Hơi tiếc đúng không ạ? Thật sự là khá là tiếc bởi vì Minh Xu thấy là các bạn đã trả lời khá là trơn tru những cái câu hỏi đầu tiên. Và cột mốc của các bạn hiện tại là 6 triệu đồng tiền thưởng. Chúc mừng. Nhưng không sao, chúng ta sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm ha cho những câu hỏi của chương trình và đặc biệt là cho tất cả những cái vòng thi đấu ngày hôm nay luôn. Không biết cảm xúc hiện tại của Tùng và Hạ như thế nào? Có mấy cái biển báo mà em không biết, nhưng mà giờ bây giờ em biết rồi. Em hy vọng là em gặp nó ngoài đường để em nhớ. Tại vì não em cá vàng lắm, em không có nhớ gì hết. Hy vọng gặp được nó. À, nó có những cái biển báo như thế này nè, em cũng sẽ không có xuất hiện thường xuyên ở trên những cái đoạn đường mà mình hay đi đâu. Đôi khi nó nằm ở quốc lộ nè, đôi khi nó nằm ở những cái nơi mà nó hơi có sự khó khăn trong cái việc phân luồng, phân tuyến giao thông, cho nên là sẽ sử dụng những cái biển báo đó một cách hợp lý hơn cho tất cả mọi người. Còn Hạ thì sao? Muốn nói gì với gia đình của mình? Đúng rồi, anh hiểu em ghê. Điều đầu tiên là em đã chứng minh được cho mọi người biết là em lấy cái bằng bằng thực lực của em mọi người ơi. Đâu rồi. Và điều thứ hai là em đã học được rất là nhiều những cái kiến thức bổ ích từ chương trình Về Nhà Đi Anh, và em nghĩ là nó sẽ giúp em rất là nhiều cho sau này khi mà em cầm lái trên đường phố giao thông. Và cảm thấy rất là vui khi hôm nay gặp được bạn Tùng cũng như là bạn Châu, rất là dễ thương và đáng mến. Và hy vọng là chương trình Về Nhà Đi Anh sẽ mãi mãi thành công và sẽ mang lại thật nhiều kiến thức hay cho khán giả lẫn như là người chơi như tụi em ạ. Xin được cảm ơn tụi em rất là nhiều. Cảm ơn Không Thắng Không Về như ngày hôm nay. Tuy rằng mình không thắng số tiền cao, nhưng mình đã thắng một cái số tiền mà mình dù nghĩ rằng là mang lại niềm vui cho đội của mình, và đặc biệt hơn hết là thắng chính bản thân mình, đúng không dạ, ạ? Vâng ạ. Xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả, và chắc chắn bây giờ Minh Xu sẽ phải trao thưởng dành cho đội Không Thắng Không Về. Xin mời các bạn. Anh không có gì ngoài 6 triệu. Mong Hà cùng với Tùng, tụi em sẽ luôn luôn vui trong cuộc sống. Đặc biệt hãy an toàn khi tham gia giao thông tụi em nhé. Xin cảm ơn anh. Bởi vì an toàn là bạn, tai nạn là thù. Đừng chơi với tai nạn. Dạ. Nuốt nước mắt vào trong, chúng ta nói một câu slogan gì đó mà chúng ta lóe lên trong đầu để tặng mọi người trước khi kết thúc nào. Hy vọng mọi người sẽ tham gia giao thông đi đúng chiều. Thật nhiều may mắn. Cảm ơn sự nghiêm túc của anh em. Anh ơi mình vui lên đi anh. Có gì chừng đó anh tự nhiên. Yeah. Và 6 triệu đã thuộc về đội chơi Không Thắng Không Về. Chúng tôi chỉ mong muốn tất cả quý vị khán giả sẽ có được thêm nhiều những cái kinh nghiệm được chia sẻ từ chương trình này mà thôi. Bởi vì an toàn giao thông rất là quan trọng trong đời sống hiện nay của tất cả chúng ta. Lưu ý quý vị nhé, đừng quên chúng ta vẫn sẽ còn nhiều cơ hội để chia sẻ với nhau. MTV vào lúc 21 giờ 15 phút ngày thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình Về Nhà Đi Anh do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Còn bây giờ Minh Xu xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.